Dùng omega 3 như thế nào để giảm được mỡ máu hiệu quả? Omega 3 là một chất béo tốt đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh và các hiệp hội tim mạch trên thế giới khuyến cáo sử dụng để giảm mỡ máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Cụ thể hơn thì các hiệp hội tim mạch khuyến cáo chúng ta nên ăn ít nhất là đủ 2 bữa cá biển mỗi tuần để có sức khỏe tim mạch tốt hơn. Tuy nhiên vì nhiều lý do chúng ta không thể bổ sung omega 3 đủ bằng đường uống, ví dụ như là chúng ta dị ứng với cá biển, hoặc là chúng ta ăn chay trường không ăn được cá biển, hoặc là chúng ta muốn tăng cường tác dụng giảm mỡ máu thì chúng ta có thể sử dụng những viên uống omega 3 bổ sung. Vậy thì chúng ta nên sử dụng loại omega 3 nào là tốt? Trên thị trường thì có rất nhiều loại omega 3, tuy nhiên chúng ta có thể chia làm hai nhóm chính. Đầu tiên đó chính là omega 3 chiết xuất từ cá, là cái viên dầu cá màu vàng mà chúng ta hay thấy. Omega 3 từ cá có thành phần là triglycerid, đây là một thành phần tan trong dầu, cho nên chúng ta phải uống vào thời điểm trong hoặc là sau bữa ăn thì mới hấp thu tốt. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra omega 3 từ cá có thể giúp giảm được chỉ số mỡ xấu triglycerid. Một loại omega 3 nữa đó chính là omega 3 chiết xuất từ nhuyễn thể. Nhuyễn thể là một loài sinh vật nhỏ ở biển giống như tôm, và màu của omega 3 nhuyễn thể đó chính là màu đỏ. Thành phần của omega 3 từ nhuyễn thể đó chính là thành phần phospholipid. Đây là một thành phần tan trong nước, cho nên đối với omega 3 nhuyễn thể chúng ta có thể uống vào thời điểm trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn đều có thể là hấp thu tốt. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra omega 3 từ nhuyễn thể hấp thu tốt hơn và có tác dụng tốt hơn so với omega 3 từ cá. Omega 3 nhuyễn thể có thể giúp chúng ta giảm được chỉ số mỡ xấu triglycerid, giảm được chỉ số mỡ xấu LDL và bên cạnh đó là tăng được chỉ số mỡ tốt HDL. Vậy thì chúng ta dùng bao nhiêu omega 3 mỗi ngày là đủ? Theo như khuyến cáo của các hiệp hội tim mạch thì omega 3 từ cá chúng ta sẽ dùng liều lên đến 3g mỗi ngày để có thể giảm được chỉ số mỡ máu. Còn đối với omega 3 từ nhuyễn thể chúng ta có thể dùng liều thấp hơn, khoảng tầm 1 đến 1,5g mỗi ngày là đủ tác dụng để hạ mỡ máu. Vậy thì trường hợp nào chúng ta nên sử dụng omega 3? Theo như mọi người đã biết, sau khi được xét nghiệm mỡ máu thì chúng ta cần phải phân tầng các yếu tố nguy cơ tim mạch, đó là rất cao, cao, trung bình hay là thấp. Đối với những trường hợp có yếu tố nguy cơ tim mạch cao hoặc rất cao thì bắt buộc chúng ta phải dùng các nhóm thuốc mỡ máu, chẳng hạn như nhóm statin. Bên cạnh đó chúng ta nên bổ sung thêm omega 3 và tăng cường thay đổi lối sống để giúp cho chúng ta giảm mỡ máu hiệu quả hơn. Đối với những trường hợp mỡ máu cao tuy nhiên yếu tố nguy cơ tim mạch ở mức trung bình và thấp thì chúng ta có thể là bổ sung omega 3 kết hợp với thay đổi lối sống là có thể giúp chúng ta đã giảm được mỡ máu. Trường hợp thứ ba đó chính là chúng ta có mỡ máu thấp và yếu tố nguy cơ tim mạch cũng ở mức thấp thì chúng ta có thể là bổ sung omega 3 và kết hợp với một lối sống lành mạnh để chúng ta có thể là ngăn ngừa tình trạng mỡ máu cao, và bên cạnh đó là có một cái sức khỏe tim mạch tốt hơn. Vậy thì chúng ta dùng omega 3 bao lâu để hạ được mỡ máu? Thông thường thì chúng ta bổ sung omega 3 liệu trình khoảng 3 đến 6 tháng kết hợp với các phương pháp điều trị khác thì mỡ máu chúng ta có thể giảm đáng kể. Và sau khi mỡ máu đã giảm thì chúng ta có thể tiếp tục duy trì omega 3 hoặc là chúng ta có thể giảm liều xuống để mà chúng ta có thể phòng ngừa được tình trạng mỡ máu cao tái phát, và bên cạnh đó cũng giúp cho chúng ta có một sức khỏe tim mạch tốt hơn. Qua những thông tin ở trên thì bác sĩ Trí hy vọng là mọi người đã hiểu được cách dùng omega 3 để giảm được mỡ máu hiệu quả. Và nếu như mọi người còn thắc mắc bất kỳ vấn đề nào về omega 3 thì hãy bình luận để bác sĩ biết nhé. Và nếu như mọi người còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề sử dụng omega 3 thì hãy bình luận để bác sĩ biết nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.